My xem TikTok thì My thấy rất là nhiều bạn khoe thân, và giống như là TikTok giống như là một cái trào lưu để mà cho mọi người khoe thân, thì My thấy là rất là tội nghiệp. Tại vì khi mà chúng ta khoe thân như thế, chúng ta ăn mặc sexy hở hang như thế, chúng ta nghĩ là chúng ta như thế là chúng ta đẹp, chúng ta hiện đại, chúng ta ăn mặc chuẩn đúng gu, theo cái phong cách, theo một cái style gì đó, hình tượng, thần tượng vân vân. Nhưng như thế là chúng ta đang vô tình gieo cái nghiệp mà nặng ái dục, và những cái người như thế thì tình cảm lúc nào cũng lận đận. Bây giờ mình còn thanh xuân, mình còn nhan sắc thì mình mặc sức mà mình khoe thân cho nó thỏa mãn cái sự tự hào tự mãn của mình. Nhưng một thời gian sau thì các bạn sẽ thấy cuộc đời các bạn càng ngày càng bế tắc, khó khăn, những cái chuyện tình cảm, những cái điều mà bất ý, nghịch lòng, những cái đau khổ, nghịch cảnh nó sẽ đến với các bạn dồn dập. Và một phần hầu hết là do những cái chuyện tình cảm nó làm cho chúng ta đau khổ, tuyệt vọng, bế tắc. Mà một thời gian, một năm, 2 năm gì đó thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả đó. Và mi mong rằng là chúng ta hãy là những cái người văn minh ha, chúng ta bớt khoe thân, tại vì chúng ta khoe như thế á, người khác họ không xem cũng không được, tại vì họ đập trực tiếp vào mắt của họ mà. Và đây là những cái trang cộng đồng thì chúng ta hãy giữ cái văn hóa và cái nhân phẩm, cái nhân cách của mình ha. Chúng ta kín đáo, nhưng mà chúng ta đẹp một cái theo một cái cách riêng của mình, là kín đáo, sang trọng và quý phái, chứ đừng theo những cái trào lưu mà khoe thân, chạy đua để khoe thân, khoe nhan sắc, diện đồ hiệu, vân vân. Thì như thế nó rất là nhanh tổn phước của mình, và thực chất là những cái món đồ đó nó cũng chỉ là cái vật ngoài thân của chúng ta thôi. Chúng ta chết chúng ta cũng chẳng có mang theo được. Và cái nhan sắc này, chúng ta điên cuồng để chúng ta phẫu thuật thẩm mỹ, chúng ta làm đẹp, chúng ta trưng diện, chúng ta chăm sóc cho nó, nhưng mà mình chết mình cũng không có mang theo được. Và vài năm trở về sau thì khi mà cái tuổi già của mình nó đến thì mình sẽ thấm hiểu được cái đạo lý này. Và trước mắt là khi mà chúng ta khoe thân như thế á, thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp là mình bị lận đận tình cảm ha, mình bị lận đận tình cảm, cái nghiệp ái dục của mình nó nặng. Mình yêu người này thì mình bị người này phản bội, cắm sừng, hoặc là họ không thật lòng với mình, họ lợi dụng mình, họ qua đường với mình, vân vân. Hoặc mình sẽ dễ gieo cái nghiệp là làm cái nghề mua hương bán phấn. Thì mong là các bạn nghe cái video này và các bạn sẽ lưu ý về cái điều đó để giúp cho cái cuộc đời của mình nó được may mắn, nó được thuận lợi và nó được hạnh phúc viên mãn hơn trong cái chuyện tình cảm.